Xin chào tất cả anh em chơi audio thì điểm hẹn lại lên thì hôm nay là 10 giờ 22 giờ thì Lê Khôi Audio đăng cái clip về con âm ly đèn Bogen AB35 để anh em cùng thưởng thức, cùng xem qua trực tiếp nha. Đầu tiên là về giới thiệu về tới anh em là cái vỏ gỗ ha. Thì bấy lâu nay thì cũng chưa giới thiệu, thì hôm nay em sẽ chính thức giới thiệu về anh em với cái vỏ gỗ này. Đây là cái vỏ gỗ được Lê Khôi Audio đóng tại tại Việt Nam. Nhưng mà cái vỏ gỗ này rất là đẹp mắt ha. Nếu như những anh em không tin mắt hoặc là mới chơi thì không nhìn ra đây là cái vỏ đóng đâu. Tại vì lý do đây là cái vỏ được gỗ nhập đây ha, em quay cho anh em xem ha. Gỗ này là gỗ nhập về đó, sau đó đóng lại và được dán thêm một lớp gỗ lạng. Lớp gỗ lạng này là rất là cao cấp. Lớp gỗ lạng này là được dùng dán trong những cái cặp loa cao cấp như là loa JBL, loa R hay là loa vân vân đó. Thì cái vỏ này rất là có giá trị ha, thì giá tới 1 triệu đồng, 1 triệu đồng cho cặp loa cái vỏ này. Rồi xong ha, bây giờ em qua con âm ly. Thì đây là con AB35 ha. Đây, tất cả còn zin anh em ha, nấm mặt zin. Thì zin á nên nó có những cái vết vết mụn ha, chút chút này, nhưng mà không đáng kể ha. Mình có thể cho qua được, tại vì nó cũng tổng quan nó còn rất đẹp mắt anh em ha. Rồi, ở gần sân bay vào mùa hè nên máy bay bay rất là nhiều, phục vụ cho các chuyến du lịch. Anh em thông cảm tí nó qua ha. Rồi. Đây về cái cấu tạo chi tiết của con âm ly đèn AB35 thì nó được thiết kế là 4 bóng công suất 7408 hoặc là 6V6. Anh em có thể là có cái phần option, là có nghĩa là mình thay đổi bóng mình chơi được. Một bóng nguồn GZ345R4 thì bóng này cũng đa năng ha. Thì tất cả bóng này thì con Lê Khôi Audio sử dụng bóng RCA nha, RCA là bóng Mỹ anh em ha. Rồi nói sơ về bóng này thì được đánh giá cũng hay và có thể hay hơn cả bóng Bogen. Đó là theo đánh giá của Lê Khôi Audio, và những người chơi qua thì cũng có thể phần nào là hiểu được và nghe chất âm thì có thể phần nào đánh giá được. Và sơ hay sử dụng các cái bóng rề này là của Mỹ, Sylvania, một thương hiệu nổi tiếng chuyên sản xuất bóng đèn nha. Đây đèn em ha. Thì chi tiết hình ảnh thì Lê Khôi Audio đã đăng rồi nha, còn hôm nay là quay lại cho anh em xem đấy ha. Quay lại cho anh em xem. Âm ly thì hoạt động hoàn hảo nha, tiếng rất hay, khẳng định với anh em là tiếng rất hay, nghe thực tế là mê, là không lết đi nổi, ngồi là nghe luôn, là không muốn về á. Rồi bây giờ là sẽ mời anh em nghe một đoạn ha, để biết được cái chất âm. Thì Khôi sẽ test một cái đoạn với dòng nhạc 75, dòng nhạc vào những cái thập niên 70-80, địa do Làng Văn phát hành anh em ha. Địa này thân Tuyền Phương Dung nha. Rồi bây giờ mời anh em cùng nghe nha.